Thưa quý vị và các bạn, trong sắc phục của đồng bào dân tộc Thái, khăn piêu là một trong những điểm nhấn làm đẹp thêm vẻ đẹp của người phụ nữ. Ngoài ra, nó còn mang nhiều ý nghĩa. Trong chuyên mục Sắc màu văn hóa các dân tộc xứ Thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về chiếc khăn piêu này. Nhiều năm qua, bài hát Chiếc khăn piêu của nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác dựa trên chất liệu dân ca Thái được rất nhiều người yêu thích. Bài hát lấy chiếc khăn piêu làm hình tượng nghệ thuật, qua đó ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa. Khăn piêu là một trong những phụ kiện đi kèm bộ trang phục của phụ nữ dân tộc Thái. Nó không chỉ là vật dụng mà còn là biểu tượng văn hóa của người Thái. Vương vấn chiếc khăn piêu qua những ca từ trong bài hát, chúng tôi tìm đến các bản làng vùng cao xứ Thanh. Nơi đây, những người phụ nữ trở nên duyên dáng hơn khi trang phục của họ được đâm lên những vuông vải thổ cẩm xinh xắn với hoa văn mang màu sắc tươi sáng. Những vuông vải thổ cẩm giúp chị em dạng người trong những điệu múa xòe, nhảy sạp hay trong sinh hoạt thường ngày. Bởi đó là sự kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và sự khéo léo của những người phụ nữ miền Tây xứ Thanh. Em xe sợi thành vóc hoa sâu, em dệt cười thành gấm vân chéo, em dệt tơ thành đóa hoa vàng. Người các bản đều ước ao được em thêu khăn. Theo lời các cụ cao niên bản Thái, từ xa xưa, người Thái thường sinh sống ở những vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt. Mỗi khi lên nương làm rẫy hay xuống suối bắt cá, người Thái đã nghĩ ra cách quấn vải quanh đầu để che xương chắn gió, giữ ấm trong thời tiết giá lạnh. Theo thời gian, với sự sáng tạo của người phụ nữ, chiếc khăn quấn đầu được thêu dệt cầu kỳ, tạo nên nét đặc trưng riêng trong trang phục. Như vậy, chiếc khăn không chỉ có chức năng bảo vệ sức khỏe, mà còn là một loại phục trang làm đẹp cho người phụ nữ. Do đó, chị em thường tự mình dệt, thêu những chiếc khăn theo ý muốn. Khăn thường có vuông vải hoa văn rực rỡ và gọi đó là khăn piêu. Khăn piêu của phụ nữ Thái là điểm nhấn của bộ trang phục, mang vẻ đẹp riêng hấp dẫn độc đáo. Khăn có nhiều loại khác nhau, có loại được thêu hoa văn bằng chỉ màu sặc sỡ, có loại chỉ là một tấm vải bông nhuộm chàm. Tùy từng vùng, từng địa phương mà khăn piêu có những sắc thái riêng. Thưa quý vị, các bạn, để tìm hiểu rõ hơn về chiếc khăn piêu của đồng bào dân tộc Thái, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với bà Cầm Thị Ngọc ở thôn Liên Sơn, xã Sơn Lệ, huyện Thường Xuân. Chào bà, cho thấy bà đang cầm một chiếc khăn piêu. Thì trên chiếc khăn piêu này nó có nhiều cái biểu tượng ấy, thì nó mang ý nghĩa gì ạ? Chiếc khăn piêu này là của người Thái, giống như là một công cụ đa năng. Người ta lấy ý tưởng từ cây cỏ hoa lá ở trong rừng đem thêu dệt vào cái khăn này. Và cái chủ đạo nhất là quả may, tức là có nghĩa là đem may mắn đến cho mọi người. Và nó cũng là một cái công cụ đa dạng để người ta đi làm, đi rừng thì vừa chống nắng, vừa chống muỗi, vừa chống bụi bậm. Hoặc là mùa đông nữa người ta quàng vào cổ thì là sẽ là giữ ấm cho cổ. Hoặc là những ngày lễ Tết, những ngày đám xá người ta có thể quàng vào thế này để nhảy múa tung tăng cùng kiểu những điệu múa sạp ở quê hương. Việc sử dụng khăn piêu này thì nó có quy định gì trong các dịp lễ của nó? Chiếc khăn này người ta dùng đa dạng, hầu như là dùng cả ngày. Cả ngày người ta đi làm người ta đều cuốn khăn, là phụ nữ người Thái khi đã về nhà chồng là người ta đều cuốn cái khăn này trên đầu. Giống như người ta không được thả tóc tự nhiên theo phong tục ngày xưa. Còn thời nay thì con dâu có thể thả, nhưng mà thời ngày xưa là con dâu không được thả tóc ra, nên là người ta phải cuốn cái khăn này suốt cả ngày. Trừ trường hợp đi ngủ người ta mới thả. Đám hỉ người ta cũng đội khăn, cũng chùm khăn. Đám hỉ thì người ta chùm một loại khăn là hình thức nó rực rỡ hơn, đẹp hơn. Còn nếu như là đám hiếu thì người ta sẽ dùng cái khăn cũ hơn, xấu hơn. Bà có mong muốn gì trong cái việc gìn giữ cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc này? Mong muốn của chúng tôi là những người thế hệ đi trước, nếu như các con cháu sau này nó phải đi làm, đi công ty các nơi, nó kiếm tiền dễ dàng hơn thì nó sẽ không để ý tới, nhưng mà mong muốn của mình là vẫn giữ được nét văn hóa và bản sắc của dân tộc mình.
Đồng bào dân tộc Thái ở huyện Thường Xuân thường có câu gái biết dịch vải, trai biết đan chài để nói về chuẩn mực của những người trong độ tuổi trưởng thành. Trong cuộc sống hàng ngày, từ khi là những cô bé 8-9 tuổi, các bé đã được bà, mẹ dạy cho cách xé sợi những vải, thêu dệt nên những tấm thổ cẩm. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá sự khéo léo chăm chỉ của người con gái Thái. Do vậy, khăn piêu là một sản phẩm in đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Vì mang giá trị thẩm mỹ nên khăn piêu là phụ kiện không thể thiếu của các cô gái Thái khi đi chơi, dự lễ hội, tham gia múa xòe, nhảy sạp. Cùng với váy, áo cóm, thắt lưng, khăn piêu góp phần tạo nên nét đẹp, sắc thái riêng trong trang phục truyền thống của dân tộc Thái vùng cao Sư Thanh. Những cô gái với khăn piêu đội đầu tươi tắn xuất hiện ở đâu cũng đều cuốn hút ánh nhìn của mọi người. Đội cái khăn này là đánh dấu là phụ nữ đã có chồng, và một phần tâm linh nữa là ở đây là để khẳng định đây là mình giữ sức khỏe may mắn cho chồng mình. Thì ai đội khăn này thì kiểu như là không được thả tóc xuống ấy. Là như thế. Và cái hoa văn thì tùy thuộc vào hoa văn của mỗi người, theo sở thích của mỗi người, chứ không nhất thiết là theo cùng một hoa văn. Có thể người trẻ thì là thêu đủ 6 màu, còn những người trung tuổi hơn thì như cái khăn mình đang đội đây là có thể 4 màu thôi, là dành cho những người trung tuổi. Chiếc khăn piêu của phụ nữ Thái Thanh Hóa thường có độ dài bằng một sải tay của người trưởng thành. Hoa văn trang trí cũng có màu sắc chậm hơn so với khăn piêu của người Thái Tây Bắc. Những hoa văn thường được thêu theo mô típ hình học, hình vuông hoặc chữ nhật nằm ở hai đầu khăn. Do đó, khi đội khăn, chị em quàng qua trước trán rồi vắt chéo hai đầu khăn ra phía sau, thắt lại gọn gàng, chắc chắn. Sau đó, đưa một đầu khăn trùm lên đỉnh đầu, rủ xuống trán và một đầu khăn thả xuống sau lưng dưới gáy, làm nổi bật những họa tiết thổ cẩm. Những sắc màu tạo nên hoa văn độc đáo trên chiếc khăn piêu được kết hợp với nhau một cách khéo léo. Trong đó có màu xanh của núi rừng, màu vàng của nương lúa chín, màu đỏ trắng của hoa cỏ. Mỗi nét hoa văn trên chiếc khăn chứa đựng tâm tình của người phụ nữ Thái, bày tỏ tình yêu của họ với thiên nhiên bản làng. Bởi vậy, tùy từng hoàn cảnh, họ có thể vận những chiếc khăn piêu với màu sắc hoa văn khác nhau. Có khi họ vận những chiếc khăn mang màu sắc rực rỡ, nhưng cũng có lúc chiếc khăn mang màu sắc trầm như ẩn trong đó nỗi buồn, sự vất vả, cực nhọc. Dường như mọi sự vui buồn, sướng khổ đều thể hiện rất rõ trên từng đường thêu của mỗi chiếc khăn piêu. Đối với phụ nữ chúng tôi không thể thiếu được khăn piêu, chúng tôi sử dụng nó hàng ngày. Thời gian nông nhàn, chị em phụ nữ trong thôn lại cần mẫn thêu nên những chiếc khăn piêu nhiều màu sắc hoa văn mang đặc trưng dân tộc Thái. Để giữ nghề, phụ nữ chúng tôi tham gia câu lạc bộ thổ cẩm để lưu giữ bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Thái, trong đó có nghề dạy thêu khăn piêu. Khăn piêu không chỉ là trang phục của các cô gái Thái, mà còn là tín vật thể hiện tình yêu đôi lứa. Người con gái thường nhờ chiếc khăn piêu để nói hộ lòng mình. Lúc xa nhau, các cô gái tặng chàng trai mình yêu mến chiếc khăn piêu đẹp nhất. Chiếc khăn piêu từ giây phút đó trở thành cầu nối tình yêu của họ. Ngày nay, xã hội phát triển, nhiều trang phục hiện đại, đa dạng, tiện dụng xuất hiện, làm ảnh hưởng không ít đến việc bảo tồn trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Thái. Trong sinh hoạt đời thường, có thể nhiều lúc chị em không vận trang phục truyền thống, nhưng trong những dịp quan trọng như lễ hội, cưới hỏi, tiếp khách quý, chị em vẫn thường xuất hiện trong trang phục của dân tộc mình với chiếc khăn piêu đội đầu. Khăn piêu là vật không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Thái. Tô điểm cho người phụ nữ vẻ đẹp vừa dạng người quyến rũ vừa nền nã sang quý. Bởi vậy, chị em phụ nữ Thái luôn trân trọng gìn giữ chiếc khăn piêu và tiếp tục truyền dạy cho con cháu cách thêu dệt, sử dụng khăn piêu trong đời sống hôm nay và mai sau.